Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự cập nhật. Bộ Y tế vừa dự thảo kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cụ thể, đề xuất 11 nhóm đối tượng tiêm vaccine, mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp như sau. Thứ nhất là nhân viên y tế. Thứ hai là nhân viên tham gia phòng chống dịch thuộc Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên. 3. Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. 4. Lực lượng quân đội. 5. Lực lượng công an. 6. Giáo viên. 7. Người trên 65 tuổi. 8. Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước. 9. Người mắc các bệnh mãn tính. 10. Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Và 11. Là người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ. Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu 80% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, căn cứ nguồn cung ứng vaccine hiện nay, trong năm nay và năm sau, mục tiêu chỉ là khoảng 20% dân số sẽ được tiêm. Nhưng những đối tượng có nguy cơ như ở trên phải là 95% được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Vaccine này thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới là pre-qualified, nghĩa là đã thẩm tiền chất lượng rồi. Và nguyên tắc thì chúng ta có thể tiêm được. Và như trước thì chúng ta làm rất an toàn các loại vaccine như Quinvaxem, về như là Covifi thì chúng ta cũng có những cái thử nghiệm đánh giá an toàn thôi, như là một cơ mẫu rất nhỏ. Thế còn lần này thì báo cáo đây chúng ta thực hiện theo cái khẩn cấp. Chúng ta vẫn thiết kế tiêm cho đối tượng ưu tiên theo cái kế hoạch và cục đào tạo người ta cũng có vẫn tiêm cho đối tượng nguy cơ đó. Nhưng người ta thiết kế để làm sao theo dõi và vẫn đánh giá được, chứ không phải là tiêm ồ ạt ra mà không theo dõi. Và đấy là cái cách làm khôn ngoan, chúng ta vừa chống dịch được mà chúng ta vừa kiểm soát được độ an toàn để làm sao tiêm một cái vaccine mà có hiệu quả và cái an toàn nhất cho người dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương phê bình và yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng vì đã tổ chức thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, việc chấp hành quy định về cách ly xã hội, phong tỏa, thực hiện 5K của một bộ phận nhân dân ở một số nơi chưa nghiêm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nguyên nhân là do tập thể cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu ở những địa phương này còn chủ quan, chưa quyết liệt, chưa sâu sát kiểm tra đôn đốc. Đặc biệt, việc phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng ở một số nơi chưa hiệu quả, còn hình thức. Việc giám sát những người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng không kịp thời nên đã để lọt một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhiều ngày mà không được phát hiện, dẫn tới lây lan ra cộng đồng. Công an thành phố Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với bệnh nhân 2278. Người này đã không thành thật khai báo khiến việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như là mất dấu. Người này cũng đã kéo theo 3 người nhà nhiễm COVID-19. Đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng. Phương án phong tỏa thành phố đã được tính đến. Đáng nói, ngay cả trước đó dù có nguy cơ cao mắc COVID-19, nhưng người này không khai báo y tế và không tuân thủ thực hiện các biện pháp chống dịch. Tại Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với 2 trường hợp vừa bị mắc COVID-19 do xét thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch. Trước đó thì vào ngày 20 tháng 2, tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 2 thiếu niên từ vùng dịch vào Thanh Hóa có hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Còn tại Bình Dương, tối ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Dĩ An đã truy tìm 2 người quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh. Ngoài ra, các địa phương như Yên Bái, Hải Phòng, Hà Tĩnh mới đây đều liên tiếp ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Hành vi này nó làm cho cả một cái hệ thống chính trị phải vào cuộc, đặc biệt là cái hệ thống y tế luôn luôn là phải căng mình để có cái truy vết, tìm nguồn gốc. Cái hành vi này thật sự nguy hiểm cho xã hội, cần phải được khởi tố và cần phải được xét xử với cái mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Và đây cũng là một cái sự cảnh báo, là một cái sự răn đe cho tất cả những cái hành vi tương tự. Hãy khai báo một cách trung thực khi mà chúng ta tiếp xúc với những ai, ở đâu, ở cái thời gian nào, để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái cơ quan y tế trong cái việc là cái truy xuất, truy vết các cái nguồn lây lan dịch bệnh.
Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, Bộ Y tế vừa công bố có thêm 6 ca mắc mới COVID-19, ghi nhận tại Hải Dương 5 ca, Quảng Ninh 1 ca, đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.